Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chính tối nay chú không muốn like, em cũng có một những cái like này chú dành cho Putin lên. Rồi, ok. Putin lê đâu? Ok đi, chú mời lên luôn. Hôm nay chương trình này chú hầu như là dành cho cháu và vị khách mời. Ok, mời Putin lê. Rồi, chào chính phủ. Rồi, xin chào Putin lê. Thế hôm nay chú rất là vinh dự được làm cái cầu nối giữa coi như là một cái gọi là như cháu gọi là bà mế, bà gì? Bà mụ hả? Tức là ở dòng họ tôn thất hiện nay đang sống ở bên Phần Lan như là cháu đã nói với chú. Thì là cũng chịu thôi rồi chú, hôm nay chú mở live là một cầu nối để cho những cái người Việt Kiều mà ở cái dòng họ rất nổi tiếng ở Huế
có một cái sự tâm sự với lại tất cả các bạn ở trên diễn đàn về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam và ở những cái tình cảm của những cái người Việt xa quê đối với quê hương, đối với Tổ quốc Việt Nam. Vâng, xin chào. Vâng, cháu xin. Chào chào ông kỹ sư. Vâng, cháu chào Tôi cô chào ạ. ông kỹ sư. Dạ, vâng. Dạ, tôi chào kỹ sư. Chào Dạ. mà chào mọi người ý. Dạ, cháu Rửa chào tôi có phải cô. xứng danh không? Vâng ạ, cô cứ xưng danh cô ạ. Vâng. Rửa thì nghi thì có như gì nè, có Dạ. như là cô là quản gia ý, Dạ. cô là người quản gia, có như là một người Việt Nam xa xứ Dạ. mà luôn là nhớ về quê hương ý. Dạ. Người ta nói là có người thì có tổ có tâm, Dạ. có quê hương đất nước đó. Mù ở bên này lâu nhưng mà mù cũng luôn luôn nhớ về Việt Nam, Dạ. nhớ về bà con, nhớ về mọi người, nhớ về tất cả mọi người, về đất nước quê hương đó. Dạ. Cô cho cháu Và hỏi là cô có khả năng cô giới thiệu là cô tên của cô được không ạ? Và cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, và trước kia ở kinh thành Huế là cô như thế nào? Cô có thể giới thiệu sơ sơ một chút được không ạ? mù quá bên đi là lâu rồi, Vâng. từ hồi mà con nhỏ nhỏ lắm, Dạ. nhỏ mù sống ở nhiều nước Dạ. nhưng mà mấy chia mù sống ở phía Tây Phần Lan á, mà chưa có thằng cháu Dạ. thằng quá cho mù Vâng. lên em tính kia mù mù chơi Dạ. rồi lục mù rồi mù kể và chi tiết thí Dạ. mà mù nói nè. Mấy kia là mù có về Việt Nam mấy tháng Dạ. thì hồi hỏi à, nói chung á là mù là không có mà chơi cái Facebook đi đi mô Vâng. ở bên kia là Instagram, Dạ. còn bên Mỹ á là có cái Twitter, Dạ. Twitter ý, cái thằng Facebook đi hắn cũng xàm xí mà hắn cũng cũng chơi ơi đặc hỏi lắm. Năm Dạ. ngoái đó Ủy ban châu Âu á, là bắt hắn điều trần đó, thành ra là mù không có chơi, mà chưa á, là mù ngồi nhà mình rửa là hắn đi cho mù cái chi đó cái nick à Và cái cái nickname ý, nick. đúng rồi rồi hắn đưa cái mật khẩu chứ hắn đi làm tối ngày hắn có mố ngồi đây rồi hắn nói mù á, là lên nói chuyện với ông kỹ sư. Dạ. À, hắn nói là có ông kỹ sư đó, ông kỹ sư thành phố Hồ Chí Minh à, thành phố Dạ. Sài Gòn đó. À, mà nói thiệt ra là mù là đã về Việt Nam mấy kỳ rồi. Nói chung á, là mù thấy là đất nước Việt Nam mình bây giờ là phát triển, nhà cửa, xe cộ, là mọi thứ là mình thấy là so hồi xưa thì dân là coi như không phải lo cái ăn cái mặc gì. Đúng rồi. Mà muốn nói nè, mà ông kỹ sư có công nhận với mù không, Dạ là mù có. thấy có nhiều cái chỗ á, cái nhiều chỗ á là hắn đẹp nữa, hắn đẹp lắm nở, hắn đẹp mà cũng chẳng thua chi mà bên đi mù. Rồi là siêu thị nè, rồi là ôi chào chào hàng hóa là ôi chào chào nhiều 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 lắm, thứ chí cũng có hết á, nhiều lắm, thứ chí cũng có quá mặt á nhiều lắm. Nhưng mà mù thấy á, có một số cái cầu á, cái cầu á, cầu bắc qua núi á, cái chỗ mà Đà Nẵng là bắc qua cái Vịnh á, cũng đẹp ý, đẹp ý, rồi là cái bờ biển của hắn cũng đẹp. Mà ta nói nè ông kỹ sư nghe nè, ta cuối cùng ta nghĩ cho cùng là cũng chẳng có mố mà đẹp bằng quê hương ta, Đúng rồi. có đúng không, đẹp lắm nè, không có chỗ mố mà đẹp hơn nữa. Mà đời sống dân á thì chưa á, thì là cũng chồ chà xe thì đủ loại đủ cả dân đủ cả chả chịu chí mố đủ hết không có thiểu chí bố á, ưng ăn chi cần chi cũng có hết đúng không hề, ta nói được có đúng không hề. Đúng mùa Cơ ạ, bây giờ mà có thôi một gọi cái là mụ á, là là mụ đi thôi. nè ta ở bên đi à là chơi lành quá,
qua bên Việt Nam thì ăn nóng quá mà, thành ra là cứ ăn ngày ba bữa, tắm rửa ba lượt, rửa bằng bằng lửa sọc à, có vậy à. Với lại là cái ý thức dân Việt Nam mình á, là chưa tốt ở chỗ mô là nhậu nhẹt nhiều quá, quán xá tùm lum mà nhậu suốt ngày suốt đêm à, ngồi cà phê từ sớm đến tối hè, rồi còn chi nữa hè. Ôi chào, đi ngoài đường là cũng sờ 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 lắm, cũng phải có đứa bố mà dắt ta qua đường à, chứ không là là cũng không được đó. Rồi là ta nhớ là nói chung á, là nói chung là dân thì bây giờ là mọi thứ là cũng đầy đủ cả, cũng có người nghèo chứ, nhưng mà so với hồi xưa là hơn nhiều lắm, hơn nhiều nhiều lắm à đó, chứ không phải như hồi xưa mô ta ra đi thì năm đó là cũng cũng còn nhỏ thôi, cũng cũng nhớ về quê hương thì cũng ký ức thì nó cũng không còn nhiều, nhưng mà nhà tranh vật đất rồi là đường đường đất thì còn nhiều lắm. Sau đó ta quay về Sài Gòn, ta nhớ là năm 62, 63 chi đó, thì là cái chi đó, nhưng mà so với chứ á thì ta thấy hơn nhiều lắm. Cái nhà chi mà ta ngửa cổ lên mà ta coi như gãy cổ luôn đó, cái nhà chi đó ý, cái nhà chi mà cao cao chỗ cái bờ sông á, ta coi mà coi như là ta thấy là cao lắm. Nói chung á là với lại vừa rồi á là cũng có cái buồn, cái buồn là đi nè, nói chung á là bây giờ mình Việt Nam mình phát triển nhiều rồi, bây giờ mọi người á thì cố gắng á là làm ăn rồi cuộc sống là cũng bình yên. Nhưng mà ta nói với ông kỹ sư nè, nếu mà so Việt Nam mình á với mấy nước bên ý á là so tầm bầy, Đúng rồi, cứ chưa là tầm so được bầy tầm bầy, đúng rồi. không thể không thể, kể cả Mỹ nghe, Mỹ nè, Úc nè, rồi là chi nữa hè, Một số nước Tây Âu. Đức cũng không so được, Đúng rồi. cũng không so được. Đúng rồi. Nhưng mà so với cuộc sống của người Việt Nam á, rửa là tốt rồi, tốt rồi. Cái bữa ta nhớ là năm ngoái hí, ta đi lên chỗ mà cái huyện chí mà phía trên chỗ chỗ miền núi á, ta đi ngang qua thì chơi hí, rồi ta thấy mấy mù mà bán băng rừng ấy, bằng củi hít, bằng bằng nấm hít, ta gọi là chờ mấy mù đi là có đủ ăn đủ mặc không. Mấy mù nói là nói chung á là đủ ăn đủ mặc, vì nhà nước á thoảng á là có cho là cho gạo ấy, cho gạo cho mắm muối, rồi là con cái đi học là cũng có tiền hít. Rồi xuống dưới mà bệnh viện á là hình như là nhà nước cũng khám chữa bệnh không. Đúng Rửa thì ta hỏi là rửa thì các ngươi có cái chí không hài lòng với chính phủ không, các ngươi có không có cái chí mà không hài lòng với nhà nước không, thì họ nói là cái mù đỡ mù nói là mù cười mù nói với ta đi nè, mà nghe đó thì nó hơi bầy bà chủ, nhưng mà ta cũng nói ý ông kỹ sư biết không, hắn nói với ta đi nè, ăn à sáng à, thì hắn đi rừng đi rủ chưa con đè con bú, tối thì chồng đè chồng đù, thành ra là hắn thấy khổ khổ lắm. Ta nói rứa thì khổ cái chí hè, mà ta nghe ta thấy cũng từ buồn cười ý. Rồi à, ta mới nói rứa thì tụi bay là sướng hơn mấy mù mấy con mù vợ bên bên Mỹ nè, bên Nhật nè, rồi mấy cái nước mà Hàn Quốc đó, hắn cày bữa tối ngày hắn có nhớ tới vợ con mô, đứa thì tụi bay sướng chứ khổ cái gì, đúng không ạ? À? Cũng giống ý đúng còn à,
Bây giờ là vừa rồi á, mấy đứa nghe nói là ngài Nguyễn Xuân Phúc ha, ngài thủ tướng hay chủ tịch ý, Bà thủ Thủ tướng tướng Chính đấy. phủ ạ. Vâng. À, thủ tướng chính phủ ngài xăm ngài qua ổ lô được cái con bé nhỏ nhỏ chí mô đỏ, hắn đọc cái diễn văn chí chí mô ta thấy rửa là không được, không được. Mà ông kỹ sư có công nhận không, Việt Nam là không có là khủng bố Đúng rồi. đó, cái đó là đó, cái đó là hay nhất đó. Không có khủng bố, không có là những chuyện mà đánh nhau à, rửa là nhất rồi, mấy chục năm rồi không có chiến tranh, chứ mà nồi da xảo thịt thì không có được hí. Chứ cái lịch sử Việt Nam mình á, thì ta nói về ông kỹ sư nè, có phải là hồi xưa là loạn 12 thứ quân rồi ngài Đinh Tiên Hoàng cũng cũng dẹp không, có đúng được không? Rồi là Trịnh Nguyên phấn chấn, rồi ngoài kia thì là thấy chật thành núi máu chảy thành sông đúng không, rồi mấy chục năm đánh nhau, rồi là cũng bao nhiêu là người chết hết. Bây giờ là hòa bình rồi, làm việc đi, rồi đất nước phát triển. Mà nói thiệt á, tất cả đồng bào mình ở hải ngoại thì người mố cũng muốn là hướng về quê hương, còn cái số mà chống đối nhà nước chắc cũng nhỏ thôi, nhỏ không lớn, có phải được không ông kỹ Đúng. sư? Đúng rồi. Không, ông kỹ sư à, tại sao à, người Việt Nam mình à, là rất là giỏi, rất là thông minh, rất là dễ thích ứng xã hội, bí mô cũng giỏi hết, thí chí cũng giỏi hết, làm chí cũng được hết. Vậy thì cái đất nước của Việt Nam mình á, là mai một á, là phải phát triển hơn đến nữa chứ, đúng không? Chắc Làm chắn vì sao mà thua được, vâng, nói với làm mụ sao mà là thua được ý. vâng, đất nước Việt Nam hiện nay phát triển với tốc độ hiện nay là nhanh nhất thế giới, trong nhóm các nước nhanh nhất thế giới. Vâng. Ta thì không biết lắm cái chuyện đó, Dạ. nhưng mà ta về ta thấy ô tô là thứ chí cũng có hết á, thứ chí cũng có hết á, đồ chí cũng có hết á. Ôi chào, nhiều cái siêu thị mà hắn đồ đồ của cháu ấy, đồ nhiều nhiều nhiều, đồ chí cũng có hết á, đồ Mỹ, đồ Nhật, đồ Pháp, đồ chí cũng có, chả thiếu thứ chí đúng không? Đúng. À, mà ta nói nè, bây giờ á mà ta thấy mấy người cứ trương cái cờ vàng lên làm chí hè, thiệt tình mà ta mà nói nè, ta thấy cũng xấu hổ chứ. Chứ có phải là năm 45 á, là ông Hồ Chí Minh á, ông Hồ Chí Minh đó, ông dâng cái ấn kiếm từ vua Bảo Đại ý, có đúng không? Đúng Đứa đúng là ạ. ngài đưa ấn kiếm cho ông Hồ Chí Minh, đứa là chính nhánh. Rồi bà Hoàng ngài cũng là đi kêu gọi là vàng bạc cho kháng chiến ý, có đúng không? Rứa là cái Đúng. chính phủ bên kia là chính nhánh, rứa là ta chỉ biết rứa thôi, rứa là chính phủ bên kia là chính nhánh đúng không? Mà nói thiệt Đúng. á, ta không có tham gia quan tâm nhiều về những chuyện nọ chuyện kia đau đầu lắm, ta không có Đúng. để ý cái đó. Nhưng mà ta nói như nè, bây giờ người Việt Nam mình á, là đừng có học mấy cái nước kia, nhiều đảo chào chào chào, hắn cũng xào xào rồi cũng cũng tùm lum tùm loa rồi, rồi chẳng có thằng bố mà chiều thằng bố, rồi dân lại khổ thôi, rồi đánh nhau Đúng. đó, đánh nhau đó, đừng có làm vậy. Bây giờ ta chỉ biết đi nè, là cái hồi đó là hội nghị Paris ở, đúng rồi, về Việt Nam thì chiến tranh đó, cái hội nghị 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 mà bên Paris đó, thì ta Paris thấy ạ. là báo nói nhiều về cái chuyện mà rửa đấu tranh rửa bên là ông Kissinger với bà Nguyễn Thị Bình, có nhiều câu chuyện đúng không? À, có phải được không kỹ sư, Vâng. ông có nhớ không? Mụ nói, tôi nói với tất cả các bạn, đây là một cô họ họ Tôn thất mà đi sang Phần Lan từ nhỏ,
Lần đầu tiên vì có Putile, mà các bạn biết là Putile là con của chị Phan Thị Nga ở Đà Nẵng mà vẫn cứ lên cái chương trình của tôi đấy, thì Putile hiện nay đang sang công tác tại Phần Lan. Thì Mụ là lần lần đầu tiên lên trên diễn đàn và lần đầu tiên sử dụng cái live stream như thế này, cho nên là tất cả các bạn thông cảm. Rồi xin mời. Mụ không có giỏi về là thiết bị công nghệ nghe, Đúng mụ rồi. không biết nghe, biết biết lắm, mấy đứa cháu nói rằng ta làm được nè. Bên kia là còn chiều hỉ, bên đi là đang bên bên đi nè, bên cả bên 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 ông kỹ sư là tuổi hả, bên đi là Vâng. còn chiều hỉ, còn Đúng chiều rồi. đứa hắn nói ta làm mẹ ta làm chí ta làm lấy thôi ý đứa đó, mà ta là nói cái chí á mà hắn không hay không phải á thì các người nghe gửi á là bỏ qua ý Không ạ. Vâng, Mụ cứ nói ạ. có đúng được Thế không? mà, vâng, vì thực tế ra đấy, tôi nghe Mụ nói thì là Mụ là cái người mà con xa quê, là con dân đất Việt, hiện nay sống ở Phần Lan, xa quê đã lâu, thỉnh thoảng về thăm quê đất nước, thì Mụ thấy là đất nước Việt Nam phát triển, đất nước Việt Nam an bình, thì đó là tình cảm của Mụ đối với quê hương, đối với đất nước. Rồi, xin mời. Đúng rồi, mà ta nhiều khi á ta suy nghĩ chắc là ta chết ở Việt Nam thôi chứ ta không muốn là cái thân xác ta là bên kia nữa, đúng không? Ta thấy ông bà nội ta, ông bà ngoại ta mù mà còn ở đây, ta muốn chết ở đây, ta muốn bỏ cái thân xác ta ở đây, ta không có muốn là để thân xác ta bên thứ trời Tây này. Đó. Người ta nói là người có tông có tổ cáo chết thì quay về núi, mà ta nghĩ là mình người mô cũng được giống ta thôi, đúng không? Bây Vâng. giờ là đất mình là tự do rồi, đi đâu cũng được, muốn ăn chi thì ăn, muốn đi mô thì đi, muốn làm chi đó thì làm, mua chi cũng có hết, ăn chi cũng có hết đó, có thiếu chi mốt. À, bây giờ làm không thích đi tàu thì đi ô tô, không đi ô tô thì đi máy bay, cứ Đúng rồi. chi cũng dễ dàng hết, đúng không? Không có sức mà chơi, không có sức mà ăn mà nghỉ đó, vậy thôi nữa chưa. Thôi thì ta cũng nói vài câu lần đầu ta Vâng, lên đây. bây giờ này, tôi hỏi Mụ này, thì vừa nãy là Mụ nói về cái tình cảm của Mụ và đối với quê hương, đối với đất nước Việt Nam mà nơi mà Mụ đã sinh ra đó, thì bây giờ này tôi muốn hỏi Mụ là bây giờ ở Phần Lan á, thì là Mụ thấy cái cuộc sống của Mụ như thế nào, và so với Việt Nam thì nói chung nó cũng là cái vấn đề khập khiễng thôi, nhưng Mụ thử có một cái gì so sánh như thế nào. Vâng, Putin là con gái chị Nga nhé, tôi nói các bạn. Vâng. Con trai, hẳn con trai, À, hẳn con trai vâng, phải phải đúng rồi, con trai chị Nga. Vâng. ôi chao ơi, nói về vật chất á, nói về này nọ kia thì không có so được, ta nói Đúng, rồi không đúng rồi. ai đi so như vậy cả. Nhưng mà bố nói nè, cái lòng yêu quê hương, cái tình cảm quê hương, cái mắm muối tương cà thì bên đi làm gì mà có được, Đúng rồi. mặc Đúng, dù mọi người thì nhưng mà cái mà để cho con người ta mà cảm thấy cái tình cảm ấm áp á, thì thiếu lắm, thiếu lắm đó, thiếu lắm, chứ hẳn không có giống như là ở Việt Nam không. Việt Nam là gặp ai cười chào hỏi qua hàng xóm ngồi che ngồi chém Nam Văn gió Phạm nói là ngồi. chị tên là Paiva. Vâng, xin mời Mụ. Đúng rồi, còn bên đi là cũng có học sinh là nhiều lắm, học sinh quá học á, học Đúng. sinh Việt Nam á, nhưng mà Dạ. các cháu cũng cũng khó mà gặp gỡ, tụi hắn đi học rồi làm thêm Vâng. rồi đi đây đi đó, nhưng mà cái tình cảm mà đối với quê hương là không có đâu, Dạ. cái tình cảm Vâng. là cũng khó lắm đó, cho nên là gặp được người Việt là cũng mừng, cũng Dạ. mừng lắm chứ.
Vâng, bây giờ này, Ừ. tức là tôi thấy mụ đi xa đất nước cũng là lâu rồi, nhưng mà cái giọng Huế của mụ vẫn còn giữ nguyên cái chất Huế. Đấy, thì là bây giờ một số anh em ở trên diễn đàn này muốn mụ hát một bài hoặc là một vài câu về Huế. Hát lý bữa khác đi. À, bữa khác không, hôm nay mụ chỉ nói về Bữa hát một hai câu cũng được, ví dụ là những cái câu gì ở Huế hoặc là những cái bài gì mà mụ hồi nhỏ mụ nhớ chẳng hạn, thì mụ mụ hát một hai hai câu thôi, để cho đây đâu có gì đâu. Vâng, à vừa đọc thơ hí à đọc thơ cũng được. gió cành trúc la đà tiếng chuông trận vù cánh gà thò sướng. Được Hò Huế sẽ Hò Huế thì mụ chứ không nhớ mô họ giờ lắm giờ 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 lắm tôi kêu ai nói chuyện cho vui đã nhỉ. lâu rồi đến với Huế mộng Ô mơ cái bài nữa cho ta tôi nghe chứ ta không ôm bị hát đâu. ập. Bài nữa đi. Bài nữa ta nghe nhiều ta hát cũng được mô hát được mô. Ừ. Ý rồi ý Vâng, thì rồi vâng, trước khi chia tay mụ thì tôi cũng nói với mụ như thế này, chúng tôi là những người Việt Nam sống ở tại quê đất nước thì lúc nào cũng quý những cái người như mụ và tất cả các kiều bào ở xa đất nước luôn luôn hướng về quê đất nước, dù đó là về vật chất hay về với vấn đề tình cảm. Vâng, cũng mong mụ là sống ở bên Phần Lan thì là thỉnh thoảng mụ về thăm quê hương đất nước, với tức là thấy quê hương mình yên bình và phát triển thì mụ mừng cho quê hương đất nước. Còn hiện nay tôi nói với mụ là những du học sinh hiện nay đã du học ở bên Phần Lan rất nhiều, tôi có con một người bạn hiện nay đang du học bên đó, cháu nó học xong cái trường đại học Lumit rồi, sau đó cháu đi học cái ngành mà coi như là y tá cao cấp ở bên Phần Lan. Vâng, và những hả? Phần Lan, vâng, Phần Lan cấp rất nhiều học bổng cho những du học sinh Việt Nam. Vâng, hiện nay không phải là người ta tự đi học học về về du học tự túc đâu, mà còn cái nhiều vấn đề coi như là học bổng của Phần Lan cấp cho chính phủ Việt Nam, và những cái du học sinh ấy, tức là học sinh năm thứ nhất mà học lực mà tốt ấy, thì nói chung là cũng sang học Phần Lan du học miễn phí rất nhiều. Vâng. Ta nói với ông kỹ sư nghe nè. Dạ. Riêng cái học đại học á, là ta biết nghe ta biết Dạ. nghe Vâng. tức là hình như năm ngoái nè năm ngoái năm kia là chính phủ Phần Lan á là không có tài trợ học phí cho sinh viên nước ngoài nữa nghe. Vâng, tôi có con bạn nó đi cách đây 2 năm rồi, chắc có khả năng thế. 3 Đúng năm, đi rồi cách đây 3 năm, vâng. trước đây á thì là chính phủ là họ có tài trợ toàn bộ học phí từ cái khi mà lọt lòng cho tới là hết đại học. Nhưng mà cách đây 2 năm rồi là hình như là đối với người nước ngoài không phải các nước trong cái khối mà Schengen nè là không có nghe là À anh thế phải ạ, đạt được bao nhiêu thành tích đó anh mới được vâng. nhé chứ không Dạ, phải nè không phải nghe đó. rồi, rất cảm ơn mụ. Lần đầu tiên là lên trên cái diễn đàn của tôi mà cũng như diễn đàn của tất cả mọi người. Hôm nay cũng rất là may có Putile sang đấy bên đấy công tác. Thì bây giờ này, Putile cháu chỉ nói một số lời nhé. Hắn đi làm mà À, hắn đi làm vâng. mà trừ mà bên 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 đi vợ con là buổi chiều nghe bên đi Vâng, còn vâng. chiều mà Đúng rồi, ở bên bên đi còn đó, đúng rồi, cách ở Việt Nam buổi hình như là chiều bây giờ là 6 tiếng, chạm hơn 6 tiếng. Vì là con của tôi, ngày xưa con, năm tiếng mấy vâng, đang buổi cỡ khoảng 6, chiều đang buổi vâng, chiều khoảng năm 6 buổi tiếng chiều vì, em là con gái tôi ngày xưa học ở bên Thụy Sĩ, tôi biết, cái múi giờ mà. đúng rồi đúng rồi Dạ. đúng rồi vậy hí. Vâng, rồi, Ủa rất mà ra cảm ơn mụ. rồi 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 mụ, xin lỗi, mụ tên là gì nhỉ? Để tôi dễ dễ xưng hô. Paivia. mù hả Vâng. ta không phải đứa mô á hắn lấy cái tên của mù á
Bon trùng với cái quạng ở Đà Nẵng. À, À, ma đâm lưng. Mai Văn Linh đúng không? Ok. Đúng rồi. Vâng. Thằng lấy cái tên mù quá mà không biết rằng mà thằng trùng cái tên đó. Đưa là nhiều người hỏi là ủa chưa mù mù mở cái quán đó Đà Nẵng hết. Ta nói ta làm chi có mà À, mới mù hỏi mỗi. hỏi thăm mẹ cái. Ngày xưa mẹ mà ở Huế, mẹ ở thành phố Huế hay là mẹ ở huyện nào, Phong Điền hay huyện nào? Hồi Thực nhỏ. ra mà như ni nè, Dạ. để ta nói cho nghe nè, cái gốc của ta là người Quảng Ngãi, Gốc ngoài Quảng Ngãi. là cha ông cha là thi đỗ làm quan ở Huế thi sĩ, rồi ở ngoài đó rồi sinh ra ngoài đó, rồi sau đó ta đi qua bên ni, ta qua Pháp. Ta có Pháp rồi có thời gian, ta không biết ăn cái gì nữa. Nhưng mà hồi đó cũng nhỏ lắm. Vâng. Rồi ta cũng đi lung tung đi. Đó. Rồi bữa Nói sau hỏi chung tiếp ý. là vâng, đối với phụ nữ hỏi tuổi thì hơi bất nhã một chút, nhưng mà thôi, ở đây các bạn muốn hỏi là hiện nay cái tuổi của mụ là năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? Mùa hỉ. Mùa năm Vâng. nay 7 lắm rồi đó. 7 năm. Vâng. Nói chung là 7 năm thì tôi gọi mụ là, ví dụ như ở ngoài Bắc thì gọi là cô được, vì bố của tôi năm nay mới 76 tuổi. Vâng. Rồi, rất Hồi cảm xưa ơn. mà học Vâng. Dạ. xưa mà mấy người mà học kỹ sư là ghê lắm, Không thì bây giờ thì cũng trước đại bình học thường. Vâng. Cũng bình thường cho mụ. trước kia Tôi thì vâng. là ta nhớ là Sài Gòn là có cái trường Rùa kỹ chân sư mụ. Phú Thọ, À. không Sài Gòn có cái kỹ sư Phú Thọ Vâng. mà ta nghe nói anh mô mà đổ vô đó là nhìn thấy ngay cô gái đẹp như là cái xe hơi, Vâng. đúng vậy không, đúng không, Vì là đúng thực không kỹ tế, sư? dạ thực tế là thôi gọi là xưng sáu, thì 7 năm là xưng sáu rồi, thì cháu cũng cái thời gian đấy cháu không sống ở Huế, thành cùng cháu không biết. Vâng. Huế là không có trường kỹ sư nghe, Huế Dạ. là có văn khoa, À, đại học chị văn chị. khoa ở Sài Gòn là có cái trường kỹ sư Phú Thọ mà anh mô mà đổ vô đó là nhìn thấy ngay cô vợ đẹp mà đứng cạnh cái xe hơi. Rồi ta chào kỹ sư hí, ta Dạ chào vâng, kỹ xin sư hí. dạ xin cảm ơn ạ. Dạ. Rồi, cái này phải đưa cô xuống. Chắc cô chưa biết xuống. Rồi, xin rất cảm ơn cô. Vâng, tôi nói lại lần nữa là không biết ở Huế gọi là mẹ hay là mụ, thì thôi gọi là xưng là mụ đi. Mụ thì tôi gọi là cô, năm nay 75 tuổi thì tôi gọi là cô. Thì lúc chiều này thì chị Nga, chị có nhắn tin cho tôi là hôm nay, tức là Putin là con trai của cô, của chị Nga, hiện nay sang công tác ở bên Phần Lan. Vâng, muốn có một cô mà người gọi là mẹ, người Huế, thì muốn nói muốn lên diễn đàn thì mình cũng rất là tốt. Ở cái là cô là lần đầu tiên mà sống ở Phần Lan mà muốn lên diễn đàn nói về quê hương, nói về tổ quốc các thứ, thì nói chung là mình dù mệt mỏi như thế nào thì cũng phải mở diễn đàn để cho cô lên. Vâng, bạn nào muốn tham gia diễn đàn không ạ? Ok đấy. Không, các bạn hiện nay là các bạn phải đấy, Putin Lê, con của chị Nga là một doanh nhân, mà chị Nga lên trên này, trên diễn đàn của tôi nhiều, chắc các bạn theo dõi cái diễn đàn của tôi thì các bạn biết là chị Nga. Sáng khi mà tôi live thì Putin Lê cũng cũng nói, mà coi như chiều chị Nga chị có nhắn tin cho tôi. Vâng, cái giọng mà 7 năm tuổi rất là khỏe. 7 năm tuổi thì tính ra là hơn mẹ tôi 2-3 tuổi, nhưng mà mẹ tôi đã mất rồi.
Rồi, Nasi rồi. Nasi ai lên trên diễn đàn đi. Thì hôm nay giờ mình cũng nói chung là nói về cái chủ đề gì được ấy. Nói về chủ đề coi như là những tình cảm của những người Việt Nam xa quê đối với quê hương đất nước cũng được, hoặc là nói về cái chuyện mà chống cái không, anh đâu 76, bố của anh năm nay 76 tuổi, còn mẹ của anh năm nay nếu mà bà còn sống thì năm nay bà mới 74, 17, 18 tuổi bà đã để sinh anh. Có bạn nào muốn lên trên diễn đàn không ạ? Không gọi là mạ được, nhưng có khả năng gọi là mẹ, tôi cũng chả hiểu. Ở Huế, tôi biết một số người mà có Huế gọi là mạ. Không, mình sinh năm 63 mà. Thì năm nay 56 tuổi, ông già tôi năm nay 76. Thôi tôi 20 tuổi, bà già tôi là 17, 18 tuổi, bà đã sinh tôi rồi. Đúng không? Cái đó là một cái vùng miền, đúng không? Ở ở Huế như thế, hoặc là bây giờ nó khác, hoặc trước kia nó lại khác nữa. Mụ rồi mẹ rồi mạ, nhiều nơi gọi là bầm. Rồi vâng, em mời anh Phú Nguyễn ạ. Vâng, đang Xin nói. chào Vâng, em chào chào anh Phú. Thì anh Phú là anh. người hiện nay anh đang sống ở bên Đức, mà Vâng. còn cái cô kia là sống ở Phần Lan. Mà thôi, những lần đầu tiên cô lên trên diễn đàn thì nói chung là mình rất là quý cái tình cảm của mình đối với những người xa con xa quê, nhất là cô ấy đi xa Việt Nam cũng từ nhỏ. Vâng, nhưng mà vẫn giữ được cái giọng giọng Huế như thế thì nói chung mình cũng rất là quý trọng anh ạ. Vâng, xin mời anh Phú. Theo tôi biết là cô này đi cái dạng hồi xưa, cái thời Dạ. mà Việt Nam còn chiến tranh đó, Dạ. đó cũng là sau khi miền Bắc độc lập rồi thì nhà nước cũng có kêu gọi một số người về trở về Việt Nam, kể cả bà Thím luôn cũng vậy, Vâng. đã làm bên đường biển đó, Tân đó, làm bên đường biển đó. À, chào mọi người khỏe hay không? Bên đây cuối tuần rồi, tập sự cuối Vâng. tuần. Vâng. Hôm qua anh thấy tôi gửi cái clip, hôm qua anh thấy tôi gửi cái clip cho anh không? Đó. Dạ. Cái một cái vụ mà tai nạn mà chết người, mà cái thằng tài xế người Hungary nó dừng lại, nó chụp hình cái xác chết đó, bị cảnh sát phạt 128 euro. Các bạn thấy không? Mà nếu mà ở Việt Nam mà nhà nước mà họ 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 xử vấn đề đó thì bảo rằng là công an làm tiền à, nhưng mà đó là không mang cái đó, là mang cái rất về nhân bản. Thì nên tôi nói đôi lúc mà nhà nước mình á, khi mà có nhiều người hỏi là tại sao nhà nước không có thẳng tay này kia đó, nhưng mà thẳng tay một cái thì làm cho đúng luật pháp này. Nghiêm minh á, thì bảo rằng là cộng sản tàn ác Đúng đó, rồi. có một số người làm đó, cái bọn dâm chủ rồi cái bọn cấu kết với những cái bọn phản động, hay là những cái tờ báo gọi là những tay mà viết báo gọi là bao hoe chích chè, đi theo cái bọn phản động, là vu cáo nhà nước đó, xuyên tạc nhà nước. Tôi nói cái xã hội là nó có nhiều cái sự bất cập lắm, cho nên chúng ta phải muốn cần phải ta nói là cần xây dựng một xã hội, một cái xã hội nó mất một cái thời gian rất là dài, chứ không phải là mới đây được Đúng rồi. bốn bốn năm mà các bạn đòi hỏi nó. Vâng. Nó tuyệt lắm, nó không được, Bây giờ nó em không được nói anh Phú này, cái pháp luật Việt Nam là cũng mình bảo hoàn chỉnh thì cũng không phải, nhưng mà nói đúng chung cũng có yeah. nhiều đấy. Nhưng mà Đúng có mình Việt, cái dân Việt Nam mình ấy, thường thường sống vì chữ tình nhiều, anh công nhận không? Đấy, vì yeah. chữ tình nhiều, cái pháp luật là cũng thế. Vâng. Cho nên có vấn đề là mình phải hiểu rằng là có cái mình hai chữ mình dùng không có ý thức thì nhiều khi người ta nói mình này kia nọ, thì mình nói rằng là nó chưa tập trung vào cái vấn đề về dân chủ á, mà khi mà người ta dùng cái người ta lạm dụng cái quyền dân chủ á thì nó trở thành là
một cái xã hội nó loạn đi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, tôi nói vấn đề khi mà một cái thằng, bây giờ một cái thằng cướp giật mà nó chạy, khi mà nó cướp giật rồi nó dùng xe đá nó phóng nhanh nó vượt ẩu á, à, thì cái chú công an ra mà gọi là tống nó đạp nó, thì cộng đồng mạng bắt đầu lên án, người dân lên án là bao che cho cái hành động xấu của xã hội nữa. Đó, bảo Rồi. rằng là tại sao mà công an phải làm như vậy, rồi rốt cuộc là cơ quan, Chào Hùng Sơn. rồi rốt Mời xin cuộc mời cái mời. là cơ quan này kia nọ phải đình chỉ là kỷ luật đồng chí công an đó, thì tất nhiên làm sao, cho nên vì cái chỗ đó mà bó tay đi cái công việc làm của người chiến sĩ công an, anh thấy không? Đó, cho nên mình phải tạo cái đó, mình phải tạo những cái gì tích cực vô để cho cái người mà thi hành trách nhiệm, người ta có một cái bổn phận để người ta làm nó trong sạch và tốt về cái phòng. Những cái tốt thì không ai nói hết, không ai biểu dương hết, mà khi mà họ nhìn ở một cái điểm xấu nào đó thì tôi nói ví dụ như, ví dụ bây giờ công an là ở bên Đức này hay là các châu Âu chắc phát triển ở đây đây nè, công an nó vẫn mặc xe vin nó núp lùm để mà nó bắn tốc độ, mà trong khi công an mình làm việc thì mấy ông nông dân hay mấy ông dân này chạy vô chửi người ta, kiểm tra giấy tờ nó bỏ mẹ nó, anh em mà lại đụng xíu là đòi hỏi là tại sao là luật pháp mình không nghiêm minh. Đó, tại vì sao, cái đó là cái tầm nhận thức về cái bản Của thân của người dân, họ chưa chưa được có cao. đặt mình Vâng, chưa được vào cái cao. trách nhiệm của người dân để mà đóng góp cho một xã hội. Dạ. Đấy, nó có nhiều cái vấn đề phức tạp. Còn bây giờ chúng ta có nhiều khi chúng ta có đòi hỏi là Việt Nam chúng ta là phải như vậy như vậy. Bây giờ tôi nói đối với tôi, đối với cá nhân tôi nhìn đất nước Việt Nam, tôi nói thật anh, nó là một sự tương đối, là tuy rằng nó chưa tuyệt đối, mới cái 20 mấy năm làm sao mà đòi hỏi một sự tuyệt đối được, kể cả nước tư bản, anh thấy không, kể cả cái nước tư bản đó. Mà tôi thấy rằng đất nước Việt Nam, tôi nói là nó là một trong đất nước bây giờ kể cả thế giới người ta đánh giá, chứ không phải là mà nói là bản thân những vừa kiều hải ngoại mà lên đây để mà bưng bô, là gọi là bưng bô hay là những người, đó là những cái thế giới người ta đánh giá là Việt Nam là một trong những nước phát triển nhất ở Đông Nam châu Á. Nó Tốc 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 độ mình cứ nói là tốc độ phát độ triển chứ, nhanh nhất, tại đúng vì rồi. tôi nói là nghe, thí dụ bộ anh đang biết là một năm tôi về Việt Nam 2 lần, một năm tôi về 2 lần, mà thí dụ năm nay mà tôi không đi ra cái địa phương đó, đi ra cái tỉnh đó, mà trong năm sau tôi ra là thấy nó khác biệt liền, cái tốc độ nó phát triển kinh khủng luôn, nó phát triển đến mức độ là người dân chạy theo không kịp nữa. Thì chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải nhìn nhận ở một cái tầm vĩ mô đó, chứ còn nhiều khi những người dân không chấp, người dân ở trong nước có một số nhỏ thôi chứ tôi không nói là bao gồm, có những cái xíu nhỏ tiêu cực làm ăn thất bại hay là bị một cái gì đó thì là chỉ cần vu khống cái nhà nước, là bôi nhọ chính sách của nhà nước đó. Nên tôi nói là tại sao nhà nước, là quốc hội người ta đưa ra chỉ tiêu 5 năm phải thực hiện cái gì, 3 năm mới thực hiện gì, 10 năm mới thực hiện cái gì, đúng không? Nhưng mà toàn là mấy ông gọi là mẹ thứ loại mà không hiểu không biết thì lúc nào cũng lên phê phán là trên trời dưới đất không, đúng không? Và trong khi tôi nói anh, trong khi cái những nhà lãnh đạo các nước, hay là những nhà lãnh đạo các cái nước, người ta vẫn hướng, tại sao người ta vẫn hướng về Việt Nam? Nó có bao nhiêu cái hội nghị APEC này kia nọ ở tại Việt Nam, tại vì họ đánh giá được cái tầm phát triển của đất nước Việt Nam, và thứ nhất là về vấn đề là cái tầm ổn định nhất về chính trị ở Việt Nam nhất, cái đó là cái hai cái nền tảng nhất của dân tộc, của đất nước. Anh bạn có đồng ý không? Các bạn có đồng ý không? Đúng. Đấy. Nói chung là Thì theo em nghĩ là một cái đất nước còn muốn phát triển thì phải có ổn định về vấn đề chính trị thì mới phát triển đó. được. Vâng, Thì trong đó khi là đó cái cái nền bọn tảng. tôi nói thí dụ vừa hôm tôi coi cái clip của cái thằng mà gì tiến sĩ gì Nguyễn Chí Dũng đó, thì nên ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, Đúng rồi, nó cái trả thằng này lời gay với đấy. lại với Vâng. tôi, chính cái thằng đó là cái thằng xuyên tạc nhất, mà một thằng tiến sĩ mà mẹ nó ngu như bò, nó đưa những cái hình ảnh là nó làm cho người dân ở trong nước để mà ngộ nhận rằng là đảng cộng sản đang đấu đá với nhau, ví dụ như ông Trọng Bệnh rồi thế lực này cái nọ, là tại sao đánh ông Dũng hay này cái nọ, đó là cái bọn đó. Nếu còn đối với tôi nhìn nhận là một cái nền kinh tế phát triển ngày hôm nay á, là cũng đi từ cái chính sách
khi mà ông nghĩ dân Linh đúng có đấy, đến vâng. Bắc Kiều rồi xong xã đến Bắc Khải rồi đến Bắc Dũng đó, nó từ từ nó phải có một cái nền tảng của nó hết, chính sách dù cho nên vì nó mà tại sao họ họ xuyên tạc hình ảnh của ông Dũng nhiều, tại vì ông Dũng ông có một cái, ông phải nói rằng ông Dũng ông có một cái uy tín trên thị trường quốc tế. Mà hiện nay cái nền kinh tế mà phát triển và nền kinh tế hiện nay chúng ta đang được sống và ổn định đó, là cũng cũng những Này. cái chính quyền của trong thời gian ông Dũng đang đang làm thủ tướng đó. Vì tôi hỏi với ông mẹ mấy ông cứ ngồi ba que chích về là bắt ra là lên án, là kết án ông Dũng. Khi mà một đất nước bắt đầu mở cửa về phát triển về kinh tế thị trường thì tất nhiên cũng phải có một cái điều sự sai sai phạm. Khi mà anh ra làm ăn cái ban đầu nó phải là nó dễ dãi đâu, nó Chính đơn xác. giản là mình đi ra mình làm kinh tế thì mình mới hiểu được đó. Thì không phải vì cái chỗ đó mà mình bảo rằng là ông Dũng là người bao che hay là cái đó, tại vì ông Dũng là một thủ tướng, trong khi đó nó còn có ban lãnh đạo của trung ương đảng, làm sao một tay ông Dũng mà che hết cả mặt trời, đúng không? Mà người ta dùng cái là bè lũ lợi ích, không phải là nói về vấn đề cá nhân ông Dũng mà để nói cái mục đích, nó nói cái nghĩa rộng, ta hiểu nghĩa rộng, tức là tất nhiên bây giờ thí dụ như anh một cái tổ chức nào của anh đó, trong một cái cơ quan nhỏ nào của anh đó, mà khi mà anh bao che đó là người ta gọi là cơ hội cho bè nhóm lắm. Nhưng mà chúng tớ dùng cái câu nói đó để xuyên tạc rằng là cái bè nhóm của ông Dũng, nhưng mà chính cái bọn dân chủ cuội hay là chính những cái bọn là gọi là tiến sĩ giấy nữa mà muốn chống phá lại cái sự đoàn kết ở trong nội bộ Vâng, đảng để gây cái đúng sự nghi ngờ cho người rồi, dân, đúng mà rồi, khi mà đánh tham có nhũng cái thì nó đấy, vâng, em nói anh là có một cái khốn nạn nhất là anh biết cái thời gian mà vừa rồi bác Trọng ốm ấy, mà xuống thăm Kiên Giang ấy, cái thời gian đó mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà một số tỉnh Nam Bộ trời thời tiết rất là nóng anh ạ, nếu mà ví dụ đứng ngoài trời kể cả che ô cho nắng mà những người mà có tuổi thì nói chung là sẽ cảm nắng hoặc là cũng bị bệnh gì thôi, thì nhưng mà chúng nó xuyên tạc rằng là à coi như là cái mảnh đất Kiên Giang đó là cái lãnh thổ của ông Nguyễn Tấn Dũng thấy chưa, rồi là bảo bác Trọng xuống đây là ông Nguyễn Tấn Dũng với con ông là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang thì hiện nay có đầu độc, ừ, rồi là bác tổng, nói chung là chúng nó cứ nghĩ rằng là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là phe nọ đấu phe kia rồi là thế này thế khác, là chúng cũng nghĩ là Việt Nam phải như thế, nhưng mà không các bạn, nói chung là nói thẳng chúng với nó lầm tưởng. Vâng. tôi nói thẳng với là các anh bằng với là các anh em chị em trong diễn đàn, kể cả người lớn tuổi, các anh chưa có giáp mặt với ông Dũng, chưa hiểu ông Dũng như thế nào. Tôi nói thật, tôi là đã có thời gian qua công tác với ông Dũng, khi mà tôi học trường công an ra bắt đầu tôi đưa về về dưới dưới Cà Mau tôi làm việc. Ông Dũng rất là sống rất là mộc mạc, mà con người rất là bình dị, đúng là con người miền Tây Nam Bộ. Ông Cái nếu mà ai mà hiểu được thời gian đó Thủ tướng Nguyễn Nguyễn Tấn Dũng làm bí thư tỉnh ủy Cà nó Mau là đúng phó không? bí thư, Vâng. hồi xưa là ông làm bên công an biên phòng, trước đây là ông làm công an biên phòng, rồi sau này mới bắt đầu mới là về ở bên chính quyền, về bên là phó chủ tịch rồi xong xã rồi mới 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 lên chủ tịch rồi xong mới ra trung ương. Mà ông Dũng là cái người, anh biết ông Dũng, tôi tiết lộ với quý vị câu là ông Dũng là cái người mà hát mà cái bài giọng cổ như là như Út Trời Ôn là Tình Anh Bán Chiếu, nếu mà ai hiểu về ông À. Dũng, ông sắc rất là mộc mạc mà con người rất là nhân hậu. Tôi nói thẳng anh, mà ông cái phong cách của cô là trong góc lãnh đạo, tôi nói thẳng với anh một câu Đạt. đó. Còn cái trên thế giới này tôi nói thật anh, ông mẹ kể cả thằng tổng thống Mỹ đó, ông mẹ con của nó làm sao, mà kể cả tất cả những cái hàng con cái gia đình trong lãnh đạo này đều cả nước ngoài cả tư bản cũng vậy, cho người ta phải cái bọn nó xuyên tạc nó môi móc. Mà khi nó làm như vậy tất nhiên là anh biết là sao, cái mục đích nó là gây sự chia rẽ vấn đề vừa cộng sản miền Nam mà vừa cộng sản miền Bắc. Nếu tôi nói nó làm mất đi cái khối đại đoàn kết của Ngay cả cả cái bản thân anh Phú, nếu mà tôi nói về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì em có một cái chi tiết này em muốn nói với anh và tất cả các bạn, tức là cái chị Phượng ấy là con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tộc. chị lấy, vâng, lấy một người Việt kiều mà hình như là con của một cái vị gọi là dân biểu ngày xưa ở chế độ Nguyễn Sài Gòn, thì qua đây các bạn sẽ thấy rằng là đó là cái hòa hợp dân tộc, anh công nhận không? Tức là người ta Đúng, không thì phân phân biệt gì nữa, vâng, không phân biệt đúng, coi không như biết là vấn đề chế độ Ngụy Sài Gòn hoặc là thứ này khác, cái chuyện đấy đi vào lịch sử đúng đó không? là cái nhân bản, Mình, tôi nói vâng, là cái đấy là nhân cái bản nhân của người bản, cộng sản. vâng, đấy,
Thì tôi nói với ở cái vị trí của ông Nguyễn Tiến Dũng, khi ví dụ như con gái của ông ấy mà yêu mà lấy của cái vị dân biểu đấy, thì tất nhiên ông Nguyễn Tiến Dũng có báo cáo với Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Có đúng không? Cái chuyện thì có. hết Thì nhưng mà ở đây mình thấy là ở con gái ông Nguyễn Tiến Dũng mà lấy cái vị đó thì đó là chính sách hòa hợp, hòa giải, hòa hợp dân tộc của Đảng và chính phủ ta. Các bạn phải biết cái điều đó. Rồi, nên ok, tôi xin nói mời anh Minh Phú. Vâng. tôi nói cái bọn mà thứ nhất là cái bọn mà chống cộng nha, tôi nói cái bọn mà chống cộng hải ngoại, cái bọn mà lưu vong chống cộng ngoài là hễ nó đụng cái gì nó xuyên tạc. Mà trong khi tôi nói kể cả cái ngành báo chí đó, mấy nó đâu có tin tức đâu, toàn là lấy tin tức của nhà nước Việt Nam, những báo chí Việt Nam không à, Đúng rồi. rồi bắt đầu nó thêm giấm thêm muối cũng một câu chuyện đó, bắt đầu nó xuyên tạc đó. Rồi Sao trong sao khi đó nấu. Đúng rồi. nó bảo rằng là cộng sản là bưng bít, vậy thì chúng nó bô xa chúng nó có bưng bít đâu đấy, cái vụ án 72 triệu đô la đó Đó. đó đấy. Đấy. Rồi những cái sự việc mà tồi tệ Đấy. nhất Vâng, đó, cái vụ cũng là án 72 triệu đô la là cái thằng đấy là con của chủ cái tờ báo chống cộng nổi tiếng. Vâng. của Đấy. Ngài Nhã Ca, nó nổi tiếng Vâng, trong nhà ca. cái cuốn và bằng phân xô cho Huế, thì cái tụi CA là cái tụi mà chiến tranh chính trị nó thổi phồng lên thôi chứ nó đâu có sự thật đâu, thấy không? Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu bà con ở trong nước có một số còn nhẹ dạ cả tin, trên gì cái chỗ đó mà chúng nó mới lừa bịp được, chúng nó mới lừa bịp được đó. Đó, cho nên tôi nói thật, đối với tôi, đối với cá nhân tôi nè, tôi thấy được các nước là nó quá là tuyệt vời. Tôi nói thật, tuy rằng cái xã hội nào nó cũng còn có một cái tiêu cực nhỏ đó, nhưng mà khi đất nước Việt Nam ta, chúng ta là đang phát triển đó, phát Đúng. triển quá tốt chứ, so ra đời sống người dân bây giờ là nó cao hơn là trước năm 1975 đó anh Bằng. Tôi nói thẳng anh một câu luôn, rất cao hơn trước năm 1975 với cả đời sống của người dân, mà kể cả ở thành ở thôn quê luôn, chứ tôi không nói là thành thị, thôn quê, cái bộ mặt chúng ta thấy được nó như thế nào rồi. Tôi nói thật anh, nếu mà đất nước Việt Nam mà phát triển, tôi nói thật anh, kể cả những cái bọn mà ca sĩ hải ngoại trước trước đây mà nó chống phá nhà nước, nó không bao giờ nó giáp mặt về Việt Nam để là kiếm tiền, thì chúng ta Đúng nhìn rồi. ở đó thôi, nhìn ở góc độ nhỏ đó thôi, thấy không? Nhìn ở góc độ nhỏ đó thôi. Tại sao những ca sĩ Việt Nam bây giờ họ trở về Việt Nam hết mà họ làm ra Về hết tiền, sạch. còn tại sao Vâng. Vâng. cái đất nước nó phát triển mà đất nước nó người dân có tiền, thấy không? Thì người ta mới thụ hưởng được cái vấn đề đó. Chứ còn bây giờ anh nói cái đám về bên Mỹ nó giàu có, tại sao họ không ở bên đó, họ họ phát triển cái nghề nghiệp của họ, rồi tại sao họ mới đi về Việt Nam? Nó bị mâu thuẫn luôn, đúng không? Tôi nói ví dụ như là mà có những thằng bảo là lên trên mạng bảo là cái đám chống cộng, những cái đài bên đó nó xuyên tạc là những con em ở Việt Nam, con nít không có trường đi học, có ai mà không có trường đi học. Tôi nói anh, thí dụ ở bên này nó chỉ nhìn hình ảnh, thí dụ bây giờ anh không phải là một địa phương ở đó, anh em tôi nói anh không phải được địa phương ở đó, mà thí dụ anh đang ở cái vùng này anh chạy qua vùng kia thì cái xã hội đâu có trách nhiệm vấn đề đó đâu. Thì cũng như thí dụ trẻ con ở cái Việt Nam mà họ không có học đi bán vé số là do cha mẹ của họ, một số từ Campuchia chạy về, một số từ ở cái vùng nào đó họ chạy về thành phố, thì họ làm gì cái chính quyền sở tại họ chịu trách nhiệm vấn đề đó, đấy không? Thì chúng nó dùng cái hình ảnh đó để mà chúng nó xuyên tạc, chứ chúng nó chả hiểu biết cái gì hết đó. Bây giờ tôi hỏi anh, ví dụ bên xa tôi nói cái California hoặc nha, tôi nói bôi xa, tại sao có những trẻ em không đi học? Tại vì những người này là những người homeless, vô gia cư, thì cái xã hội nó đâu có chịu trách nhiệm đâu. Rồi mày có thì nó khác cho mày ăn Ok. 2 bữa thôi, còn không có nữa mày mày đâu có cái tiêu chuẩn gì mà để mà nó Phạm lo Quang Thùy chờ chút nha. đấy. Đấy thì thôi đi, để mình chia sẻ tí thì thôi, để cho anh em lên chia sẻ thôi. Cho nên đối với tôi nhìn nhận thấy đất nước Việt Nam chúng ta là một sự đất nước đang phát triển trên cái tầm Dạ. gọi là vĩ mô. Tôi nói thẳng một câu như vậy thôi. Ok anh, em xin phép xuống để cho anh Vâng. em phát lên Em nha. rất cảm ơn anh Phú. Vâng. Tham gia chương trình với em. Rồi Phạm Công Thùy, Đồng Hương, Nam Định. Cho lên luôn không phải tí nữa. Rồi. Anh mời Phạm Công Thùy ấy.
Dân Nam Định mình bây giờ phải lên trên mạng Facebook rất nhiều, có Trần Dũng, có Quang Thùy. Làm sao có Quang Thùy? Quang Thùy ok đi. Anh Hoàng ơi, ở đây người ta gọi là kỹ sư tin học, chứ trước kia mới gọi là kỹ sư điện toán. Giờ ai gọi là kỹ sư điện toán ấy? Chắc mỗi thằng Kiên Giang nó kỹ sư điện toán. Rồi bạn nào đây? Rồi anh mời Khoa lên đi. Rồi Khoa lên chưa xong rồi đến Phạm Quang Thùy nhá. Rồi xin chào Khoa lên. Tất cả các anh em đang Bắc Phú hôm nay bác nói chuyện về Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hay quá. Em cũng xin bổ sung một chút về cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến cái thành công rực rỡ của ngày hôm nay là có cái công rất lớn của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tiếp nối cái thế hệ đi trước để xây dựng cái nền tảng cơ sở cho Việt Nam từ cái đường xá là cái điện đường Trường Chặn hoặc là cái chương trình xóa đói giảm nghèo 327 thì từ đó đến bây giờ là đã rất chi là thành công đấy. Còn cũng như là bác Phú bác nói thì đúng là chúng nó là những cái người xuyên tạc, chúng nó cố tình bôi nhọ lãnh đạo Việt Nam gây chia rẽ. Nên nhiều người dân là cũng có nhiều người họ cũng cho rằng thế này thế kia, thật ra là những cái đó là họ không hiểu biết. Đó. Chúng ta phải biết chúng ta là ai, cái vị trí chúng ta ở đâu. Nên chúng ta nhiều khi lên mạng này một số người cứ ảo tưởng rằng mình cũng thế này thế kia được, thực chất là không phải. Cho nên là ngày hôm nay rất vui được nói chuyện với anh em và cùng với anh Bằng đóng góp những cái tiếng nói hỗ trợ kiều bào hải ngoại để phản đối để phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của bà que đã Anh nói qua gây. lê như này, thực tế ra những tiếng nói của mình thì mình đã thường nói rồi, chứ tiếng nói của mình chỉ bằng 1%, 1/1000 tiếng nói của những chị em ở bên hải ngoại, đúng không? Người ta sống Vâng. giữa những gọi là giữa những lòng địch mà người ta còn không sợ, và người ta nói những cái cuộc sống của người ta ở bên đấy như thế nào và cảm nhận của những anh chị Việt kiều đó ở đất nước Việt Nam như thế nào, đúng không? Thì tiếng nói của những anh chị Việt kiều bên đó đối với quê hương, đối với đất nước nó rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với tiếng nói của mình. Cho nên lúc nào mình cũng muốn động viên tất cả các anh chị em Việt kiều hãy cất lên tiếng nói đấy, ca ngợi quê hương đất nước, nói cho đồng bào trong nước hiểu về cái nơi người ta sống không phải là thiên đường, và thứ hai là cái tình hình của cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó như thế nào. Chúng nó là lũ lừa đảo, chúng nó là cái lũ suốt ngày chỉ hô hào tiền nong tất cả các thứ thôi. Chúng nó là những đứa vô nghề nghiệp hoặc là những nghề không ra gì. Đúng không? Để cho đồng bào anh em mình mới hiểu. Đó, xin mời con lên. Mình phải thấy cái tự do dân chủ của Việt Nam là như thế nào. Tôi chỉ nói riêng cái đoạn mà như thằng Hùng Lân gặp anh Hùng Trần ở Việt Nam này. Các bạn có tin rằng đảm bảo thằng Hùng Lân nó gãy răng ngay từ từ khi chưa bước vào cửa quán đúng không? Thế đừng nói chuyện là Nga quy mới đến gọi là lên mạng mà dọa dọa đúng không? Đấy là cái tự do dân chủ Việt Nam. Ông nói láo nói xạo cứ đến tận nhà thì phang ông luôn. Đừng có nói chuyện đấy. Hoặc là cái người dân dám có những cái hành động nó là thô lỗ với lực lượng an ninh mà chúng ta lại không làm gì. Lực lượng an ninh mình cũng vẫn cứ ôn tồn khuyên bảo bởi vì chúng ta cái tôn trọng cái tự do dân chủ của người dân và cái an ninh Việt Nam ấy, nó khác với nước Mỹ hoặc các nước tư bản là cái gọi là cái cai trị, mọi người cũng gọi là cái cai trị của bộ máy nhà nước, tức là của cái chế độ tư bản, nó khác cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế độ xã hội chủ nghĩa là do dân vì dân,
nhưng ở các nước tư bản là đè nén ép nhân dân, anh mà không nghe thì luật pháp nó diệt anh ngay. Có ai mà dám coi như là đi ra nước ngoài mà như dám như ở Việt Nam? Không có, không, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Đấy, nó làm cho người dân gọi sợ hãi. Ví dụ như bác Cầm mà quay cái ngày nghỉ mà nhìn 3 km không một bóng người, không ai dám bước chân ra đường. Đấy là cái sự sợ hãi đấy, đúng không? Đây chính là cái sự sợ hãi. Trong khi ở Việt Nam lườm lượp lườm lượp, nếu mà bây giờ mà bảo tôi đi ra nước ngoài sống, tôi chắc tôi không thể sống 2 hôm là tôi buồn tôi chết, tôi về Việt Nam ngay đấy. Nên mình, anh em mình lên đây là để kêu gọi tất cả kiều bào hãy đứng lên, hãy chung tay xây dựng Việt Nam, và làm thế nào để nhiều người Việt Nam có thể đi ra thế giới, mang những cái tri thức của thế giới và mang tiền bạc của thế giới về xây dựng Tổ quốc. Đấy. Và đập tan những cái luận điệu xuyên tạc của bọn Bà quay chống mình cộng nữa cực đoan đúng để gây cái để coi như là phá tan cái mối nguy hiểm, giữ cho cái nền hòa bình Việt Nam được mãi mãi ổn định và phát triển nhiều hơn. Thì em cũng có vài lời thế thôi, anh rồi cho người khác lên. Em rồi xin chào tất cả mọi người rồi rất cảm ơn Khoan Lê. Rồi xin chào Khoan Lê. và em chào anh. Nasi như còn đây đúng không? Hoặc là bạn Phạm Quang Thủy đâu? Đồng Hương Nam Định. Chào Phương Lan.